Chào cả nhà. Hôm trước mình đã luyện một số các cái bài dài rồi, thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại một số các cái bài ngắn. Bài dạng Ikaru là cái cách nói thay thế, là một cái dạng bài cũng khá là hay gặp, nên là mình sẽ đi nốt cái bài hôm nay rồi chuyển sang một cái dạng bài khác nhé. Bài này các bạn nhớ là làm thử và check đáp án, rồi sau đó là xem cái phần video hướng dẫn này của mình nhé. Và trong cái bài này có một số các cái cấu trúc ngữ pháp rất là format và thường hay dùng trong thực tế, cũng như là trong các cái bài đọc, thì mình chỉ cần nhìn ra các cái hint tội đấy thôi là có thể nhìn ra được câu. Thì bây giờ mình sẽ cùng thử tìm hiểu xem là nó là những cái câu như thế nào, các cái cách diễn đạt ra sao nhé. Dekiru hito to omowaseru tame ni wa shita junbi ga hichiyou de aru. Tame ni wa ở đây là để rồi này, để mà khiến cho, ở đây là động từ có thể sai khiến, là để khiến cho mọi người nghĩ rằng là mình là người có thể làm được. Để ki được hito to omowase được là khiến cho ai đó nghĩ rằng là mình là người làm được ấy, thì shita junbi ga hichiyou de aru thì sẽ cần phải có cái sự chuẩn bị sẵn hoặc là cái sự chuẩn bị trước. Shikashi jitsu wa saidai no shita junbi wa nan to itte mo zubun wo suru koto de aru. Tuy nhiên thì cái shita junbi lớn nhất nó lại chính là cái việc là biết về bản thân mình. Nan to itte mo ở đây là cho dù có rất là nhiều các cái shita junbi khác nhau, nhưng mà nói gì thì nói, cái việc mà hiểu về bản thân mình ấy là cái mà quan trọng nhất, đúng không ạ? Là cái saidai no shita junbi, cái sự chuẩn bị quan trọng nhất, lớn lao nhất, đó là hiểu về chính mình. Tối ưu nó ạ, dekinai mono o dekiru you ni miseru no wa kanari muzakashii ga zibun no chōso o zenmen ni daseba dekiru you ni miseru no wa so muzakashiku nai ということがある。Tối ưu nó ạ, đây là để giải thích cho cái câu đằng trên, có nghĩa rằng là thì kết thúc câu sẽ là tối ưu ことがある được, hoặc là tối ưu ことlà có nghĩa rằng là cái gì đó, thì nó chính là cái đoạn màu đen ở giữa. Trong cái đoạn màu đen ở giữa thì nó có cái muzukashi ga, là mình sẽ ngắt ý ở đây, có nghĩa rằng là cái trong cái ý ở đây thì nó lại có cái chủ ngữ ở đây, và cái câu này là câu tính từ, là cái việc đấy thì rất là khó, đúng không? Tuy nhiên thì là cái việc mà miseru là cho thấy rằng là mình có thể làm được những cái việc mà mình không thể. Miseru là cho ai đó xem cái gì mà, nên là mặc dù nó không có cái chủ ngữ ở đây, nhưng mà mình vẫn phải hiểu nhầm là hiểu ngầm ở đây là cho ai đó xem cái gì, thì là cái việc mà cho ai đó xem rằng là mình có thể làm được những cái thứ, những cái mono mà mình không thể thì rất là khó. Tuy nhiên thì jibun no chōso zenmen ni daseba, daseba đây là nếu như mà mình cho ra trước mặt, hay còn gọi là cho thấy, đưa ra thấy, đưa ra trước mặt, đưa ra đằng trước những cái điểm mạnh của bản thân. Và dekiru you ni miseru no wa so muzukashiku nai tối ưu ことがある được, là sẽ không khó đến mức như vậy nếu như mà mình cho người ta xem những cái thứ mà mình có thể làm được, là những cái sở trường của bản thân. Đấy, thì ở đây mình sẽ thấy cái cấu trúc là gì, nếu như mà mình đưa ra trước những cái điểm mạnh của mình rồi cho họ thấy rằng là mình có thể làm được ấy, thì nó không hề khó một chút nào. Moi to tsu wa ningen というのはよほど嫌いな相手でない限り相手の短所より長所の方に目が行くよう力ていることが様々な心理実験で新たにされている。Ở đây mình sẽ thấy là cái câu này của mình sẽ thấy khá là dài, đúng không? Mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy. Ở bên trên thì người ta nói là có nghĩa rằng là mình sẽ rất là khó để mà cho người ta thấy những cái điểm mà mình không làm được, đúng không? Nhưng mà sẽ không khó lắm nếu như mà mình cho người ta xem những cái điểm mà điểm mạnh của mình. Thêm một cái điều nữa, đó là con người ấy, tối ưu nó hóa, đúng không? Con người thì làm sao? Là cái cô tổ, đúng không? Con người tối ưu nó thì là nó sẽ là định nghĩa, thì thường kết thúc câu sẽ là tối ưu nó, tối ưu koto desu. Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy cái từ koto ga ở đây này, là một ý định nghĩa con người nó là như thế. Và mình sẽ dịch theo các cái dấu phẩy này. Ở đây có một cái cụm ngữ pháp nữa là nai kagiri.
Kaikiri là giới hạn, trong giới hạn trong cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình nhớ theo cái kiểu như vậy thì nó sẽ hơi khó. Nên là có một cái mẹo cho các bạn là khi mà thấy Kaikiri thì là mình sẽ hiểu nó giống như kiểu câu điều kiện trong tiếng Anh if. Nếu như mà thế nọ thì kia thì nó có thể dùng với cái thể khẳng định ở đằng trước hoặc là thể phủ định ở đằng trước. Thì ở trong cái câu này nó là thể phủ định là đến nay. Đến nay đây là đằng trước là ai tê đến nay là không phải là. Đó là nếu không phải là cái đối tượng mà mình quá ghét đến mức độ như thế. Nếu như mà mình không quá ghét đúng không? Thì làm sao ai tê no tan so yori cho so no hô ni me ga iku yo ikite du koto là mình sẽ có thể hướng mắt hoặc là để ý tới những cái điểm mạnh hơn là những cái điểm yếu của đối phương. Và cái việc koto ga ở đây nó chính là cái chủ ngữ rồi. Vậy là tất cả cái mình vừa dịch đấy nó là chủ ngữ. Thì cái việc đó thì đã arakani sarete du là đã được làm sáng tỏ ở trong rất là nhiều samajamana, rất là nhiều các cái thí nghiệm về tâm lý. Sarete du ở đây là bị động đúng không? Thì là đã được làm sáng tỏ. Arakani sarete du nani nani ni suru, biến cái gì đó thành cái gì hoặc là làm cái gì đó thành cái gì. Thì chủ ngữ của mình là ga cộng với lại ni sarete du. Cái koto ga ở đây là cái sự vật sự việc, cái việc mà mình có thể để ý tới những cái điểm mạnh của người khác hơn là những cái điểm yếu của người khác ấy, là đã được sarete du, đã được làm sáng tỏ trong rất là nhiều các cái thí nghiệm về tâm lý khác nhau. Thì khi mà cái chủ ngữ của mình nó là vật ấy thì các bạn sẽ nhớ là chuyển cái phần động từ của mình ở đây sang bị động, và mình nhìn thấy bị động một phát là mình cũng sẽ hiểu là cái chủ ngữ của mình ở đây nó đang là vật, nó không phải là người. Iwayuru ở đây là hay nói cách khác, hay nói tóm lại thì genso de aru đây là một cái hiện tượng mà shibafu là bãi cỏ, tonarino ở đây là bãi cỏ ở bên cạnh thì nó xanh. Tiếng Việt thì nó có một cái câu tương ứng là có thể nói là con nhà người ta ấy, đúng không? Tiếng Việt mình có cái câu là con nhà người ta ấy. Là con nhà người ta thì rất là giỏi, rồi làm được nọ, làm được kia, còn con nhà mình thì không có làm được gì ấy, kiểu vậy. Thì ở đây nó là bãi cỏ của nhà bên cạnh thì luôn luôn xanh. Đấy là một cái hiện tượng như vậy, là chúng ta sẽ luôn thấy những cái điểm mạnh của người khác hơn là những cái điểm yếu của người khác. Dakara kette no kakuso to suru yori chōsō metatsu yō ni shita hou ga dekiru hito ni mieru no da. No da đây là mình đã bắt gặp ở trong một số các bài trước rồi, là miêu tả về lý do. Và khi mà nó có cái từ no da này thì thường thường ở phía đầu của nó sẽ có là dakara rồi nazeka đấy, để thể hiện cái lý do cho cái câu đằng trước, hoặc là nó cũng hoặc là nó sẽ đi cuối câu và để thể hiện cái biện luận của tác giả, cái giải thích của tác giả. Thì ở đây mình sẽ thấy nó rất là rõ ràng là cái hiện tượng này nó xảy ra là bởi vì rằng là cái thay vì đúng không, yori và hô gá đây là cấu trúc ngữ pháp này, là thay vì là mình đi cố đi giấu các cái điểm yếu của mình thì mình nên làm nổi bật các cái điểm mạnh của mình lên, thì là sẽ trông như có vẻ là cái người mà có thể làm được. Cái dạng cấu trúc yori và hô gá này rất là hay gặp. Mình sẽ dịch là thay vì cái nọ thì nên làm cái kia. Thì bản thân mình sẽ được nhìn với cái người là có thể làm được. Mê rự là ní mà, ní ở đây là trông thành người như thế. Khi mà mình làm nổi bật những cái điểm mạnh của mình lên. Genjitsu ni sakai no hou mo ketten no nai nan de mo ya no you na ningen yori tasou ketten wa atte mo chōsō no nukindeta ningen no hou wo chōyō suru you ni natte kiteiru. Chỉ hiện thực đúng không? Hiện thực ở đây là trên thực tế đấy. Thì trên thực tế thì là nohomo là ngay cả trong xã hội thì làm sao? Cái từ nohomo ở đây là nó dùng với trường hợp là về phía đúng không? Với là về phía xã hội, hay là ngay cả trong xã hội thì là yori thì nó sẽ đi với lại noho ở đằng sau đây. Lại đi với cái từ choyo suru yori natte kuru. Thì đây là câu động từ rồi, mình dịch từ cuối lên. Choyo ở đây là trọng dụng này, yori naru là sẽ trở nên trở thành này, miêu tả cái trạng thái của sự vật sự việc này, sự biến đổi đấy, đúng không? Là nó sẽ thì là sẽ trở nên được trọng dụng đúng không?
được trọng dụng cái gì, được trọng dụng cái noho gá hơn là cái yori này. Thì là ngay cả trong xã hội ấy, thì những cái người mà làm sao, những cái người mà nukinderu ở đây là xuất chúng rồi nổi trội ấy, là những cái người mà có cái sở trường rất là nổi trội hoặc là có những cái điểm ưu việt hoặc là xuất chúng ấy, cho dù là họ có một chút ta sổ ở đây, là cho dù là họ có một chút những cái điểm yếu đi chăng nữa thì cũng sẽ được trọng dụng hơn là yori, hơn là những cái người mà kiểu như là cái gì cũng có thể làm được và không hề có một cái chút điểm yếu nào cả. Đấy, thì trong xã hội của chúng ta ngày nay hiện tại là như vậy. Thì cái câu hỏi của mình ở đây là cái điều tác giả đang muốn nói đến nhất ở đây là gì? Thì bây giờ mình sẽ loại đáp án dần nhé. Jibun wo yoku bunsekishi ketten ga metatanai you ni sureba tanin kara dekiru hito to omowareru. Là nếu như mà mình làm không làm nổi bật, đúng không? Mình cố gắng là không làm nổi bật cái điểm yếu của mình và phân tích bản thân một cách rất là kỹ, thì là mình sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng mình sẽ được cho là cái người mà có thể làm được, đúng không? Thì ta nin kara omowareru là từ người khác, ở đây động từ của mình là dạng bị động ấy, nên là cái này nó có thể thay bằng là ni hoặc là kara để đi với cái câu bị động ấy, là người khác sẽ nghĩ rằng là mình có thể làm được nếu như mà mình làm nổi bật cái điểm yếu và phân tích mình một cách kỹ càng. Thì cái này không nói đến, đúng không? Cái đoạn mà metatanai ở đây là sai mà. Cả đây người ta chỉ nói rằng là cho dù mình có một chút điểm yếu đi chăng nữa, nhưng mà người ta sẽ vẫn coi trọng mình nếu như mà mình có một cái điểm xuất chúng hoặc là có một cái sở trường nào đấy. Còn cái đoạn mà metatanai này là sai, không có nói tới. Cái câu số 2 là gì? Shiwi no hito ni jibun no chō sō mo tan sō mo nikai shite moraeba dekiru hito to omotte moraeru. Thì nếu như mà ở đây mình thấy là shite moraeru thì nó sẽ đi với cái trợ từ ni ở đây này, là nếu như mà mọi người xung quanh mà hiểu mình, hiểu những cái gì, hiểu những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình ấy, thì là mình sẽ thì họ sẽ làm sao, thì họ sẽ nghĩ rằng là mình sẽ được nghĩ là, đúng không, mô tê mô đau mà nhận được, đúng không, thì người khác sẽ nghĩ rằng là mình là người có thể làm được. Thì trong cái bài này người ta cũng không hề nói đến cái việc là nếu như mà người khác hiểu cả điểm mạnh và điểm yếu của mình, nên là không đúng trong cái đáp án này. Còn cái câu số 3 là gì? Dekiru hito to omowareru ni wa nanika o suru toki jūbun ni junbi shi kette no oginau hitsuyō ga aru. Là để mà khiến cho người khác nghĩ rằng là mình có thể là người làm được ấy, thì khi mà làm gì đó thì mình sẽ cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng này, rồi cần phải trau dồi hoặc là bổ sung những cái điểm yếu của mình. Thì nó chính là trong cái câu đầu này là cần phải có shitajumbi, nhưng mà cái shitajumbi lớn nhất thì nó lại là jibun wo shiru, là biết về bản thân mình ấy, nên là cái đoạn đấy thì không được nói đến trong cái câu này. Nên là đáp án của mình cũng chưa đúng. Còn câu số 4 ở đây là dekiru hito to omowareru ni wa jibun no chō sō wo mawari no hito ni yoku wakaru you ni suru no ga ii. Là để mà khiến cho người khác, hoặc là để mà có thể được cho là người làm được ấy, thì là mình sẽ làm sao, mình sẽ no ga ii là sẽ tốt hơn là nên làm gì. Nên làm gì thì ni suru thì nó sẽ có là wakaru you ni suru, là khiến cho hito, đúng không, mọi người xung quanh có thể hiểu rõ được rằng là điểm mạnh của bản thân. Thì nó chính là cái ý của trong cái bài này. Thì trong cái bài này mình sẽ thấy là đáp án thì nó cũng không phải là quá khó để chọn, nhưng mà bài này có rất là nhiều thứ mà mình có thể học được. Thứ nhất là cái dạng cấu trúc ngữ pháp là thể sai khiến này. Và mình thấy là trong cái phần đáp án 1, 2, 3, 4 ở đây nó cũng có rất là nhiều các cái cách dùng ở dạng bị động. Thì với cái dạng bị động ở đây thì nó sẽ có cái đối tượng khiến cho mình nghĩ như vậy, thì nó sẽ có đi với kara này, đi với ní này, đúng không? Hoặc là ở đây cũng thế, shite morau thì nó cũng sẽ đi với cái từ ní ở đằng trước, là mình nhận được cái gì đó từ ai, đúng không? Shite morau thì là shiwi no hito ni likai shite morai, và được cái mọi người xung quanh hiểu cả điểm mạnh và điểm yếu này. Rồi động từ bị động thì nó sẽ đi với ní và kara để chỉ đối tượng ở đây này.
rồi động từ ở dạng bị động ở đây đúng không, thì omowadeiru ấy là được cho là được nghĩ là, thì với cái câu bị động khi mà câu cái khi mà cái omowadeiru ở đây mà chuyển được thành bị động ấy thì là mình sẽ hiểu là người khác nghĩ rằng như thế nào đấy, tại vì được nghĩ mà, câu bị động của mình là được nghĩ hay còn gọi là người khác hay là một cái đối tượng nào đấy cho rằng là như thế nào đấy, thì mình sẽ chuyển cái câu cái ý bị động đấy thành sang 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 chủ động để mà có thể hiểu cái câu đấy nhanh nhất có thể này. Tiếp đến là trong cái bài này quay trở lại cái phần nội dung nhá, thì là mình sẽ thấy là nó kết nối câu bằng cái từ dakara này, nên là cái bài này là cái dạng bài mà diễn giải ấy, gọi là người ta sẽ giải thích ABCD ở phía đằng trên, nên là vì vậy cho nên là mình phải thế nọ, mình phải thế kia, thì cái dakara ở đây nó chính là cái nội dung chính của cái bài này, nên là cái đáp án nó cũng sẽ nằm ở cái đoạn cuối đây, thì chúng ta sẽ nhìn focus vào cái ý ở cái đoạn cuối đấy để tìm đáp án thôi. Tiếp đến là trong cái bài này mình cũng thấy các cái cấu trúc ngữ pháp như là yori và nohu gá được lặp đi lặp lại hai lần ở hai câu cuối ấy, thì là mình cũng sẽ nhìn ra cái cấu trúc đấy để mà áp dụng trong những cái lần sau. Ở đây trong cái bài này còn có hai cái từ mà mình cũng khá là ít gặp, nhưng mà các bạn cũng có thể nhớ luôn là nan de moya, có hai nghĩa ở đây. Một là cái cửa hàng tạp hóa bán, hai là cái người mà làm gì cũng được, tất cả mọi thứ, thì nó sẽ dùng là nan de moya. Và cái từ thứ hai là nukin de đự, là xuất chúng, nổi trội hoặc là vượt trội. Thì đó là cái nội dung của cái bài ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nhé.